Bạch Thế Tôn, lời đồn ấy là thật hay sao? Vậy là chỉ còn 3 tháng nữa là ngài sẽ nhập đại niết bàn. Sao ngài có thể ra đi như vậy được chứ? Đây là chúng con trong thế gian hỗn độn này. Thưa Buddha, ngài là ánh sáng duy nhất. Con thành khẩn cầu xin ngài, đừng bỏ rơi chúng con mà. Cứ nghĩ đến việc ngài sắp ra đi, lòng con không thể nào bình tĩnh được, thưa Buddha. Ajatasattu, người được tôn xưng là sống có trí tuệ, tuyệt đối sẽ không sợ hãi trước cái chết đâu. Thân thể này của ta sẽ tan rã, nhưng mà pháp âm của ta, kinh điển do ta giảng dạy, sẽ vĩnh viễn lấp lánh trong lòng của con. Buddha ơi, xin hãy cho con được đi theo ngài. Cả cuộc đời này của con chưa làm được điều gì tốt đẹp cả. Xin ngài hãy cho con một cơ hội để đi theo hầu hạ ngài trên con đường niết bàn. Ajatasattu, nếu con đi theo ta, Magadha thân thương của con phải làm sao đây? Con là vua của một nước, sao có thể lơ là trách nhiệm với tổ quốc của mình? Trên vai con còn mang trọng trách với muôn dân, đó mới là chánh pháp của con đó. Không thể thoái thác được đâu. Ta đã từng nói, một quốc vương biết giữ gìn chánh pháp thì thần dân cũng sẽ có chánh hành. Mỗi sớm mai thức dậy, mở mắt ra, tự tấu lên điệu du dương, nhịp điệu hài hòa khiến mầm chánh pháp dần dần sinh trưởng. Tất cả các bà la môn, triều thần và quan lại đều cảm nhận được chánh pháp này. Các quan có chánh tín, vậy thì tất cả muôn dân cũng sẽ được tắm gội ở trong chánh pháp. Buddha ơi, con sẽ không được gặp ngài nữa rồi. Nỗi sợ hãi này khiến con cảm thấy rất nghẹn ngào. Một trong những điều bí ẩn của sinh mạng là giải thoát ra khỏi sự sợ hãi, không lo lắng chuyện tương lai, không vương vấn những đau thương trong quá khứ, cũng không ỷ lại hay sợ hãi. Con người trong quá khứ của con. Thêm một chân lý khác của sinh mạng, đó là con lưu luyến một người, một vật nào đó, nhưng cuối cùng cũng phải mất đi. Từ giây phút con không còn đưa tay ra cầu xin giúp đỡ, cũng chính là lúc con đã đạt đến sự giải thoát. Thưa Buddha, ngày bản thân con cũng đều sẽ ra đi, nhưng ngài vĩnh viễn luôn ở bên con cho đến hơi thở cuối cùng. Ngài là ngọn đèn sáng trong tâm hồn của con, sẽ luôn mãi mãi soi sáng bước đường con đi. Được gặp ngài thật là phước lành lớn lao. Đối với hàng phàm phu chúng con, xin ngài từ bi thương xót, nhân lời thỉnh cầu của con. Chúng con đều là những người dân thường, vậy thì ngài có thể dẫn dắt chúng con đến với chánh pháp có được hay không? Vợ con có một tâm nguyện rằng, xin ngài dạy cho chúng con những điều quan trọng trong cuộc sống của hàng tại gia. Này Kunda, đối với cuộc sống hôn nhân thì bình đẳng là điều quan trọng nhất. Một gia đình mà hai vợ chồng biết thương yêu hòa thuận thì gia đình đó mới có sinh khí thịnh vượng.
sự thịnh vượng này có thể lan tỏa, khiến cho mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Trong thế gian, sự kết hợp của vợ chồng cần phải vượt ra khỏi sự ham muốn của thể xác và vật chất. Người vợ là một phần cơ thể của người chồng. Người chồng nên dành cho vợ sự tôn trọng và danh dự, cũng không nên làm vợ mình mất mặt trước mọi người. Người vợ không nên làm trái với chuẩn mực của người phụ nữ. Và người chồng cũng phải sống xứng đáng với đạo làm chồng, tránh xa các thói hư tật xấu. Mỗi quyết định của người chồng cần phải nghĩ đến tâm nguyện của người vợ. Yêu thương chồng mình cũng chính là trách nhiệm của người vợ. Xem gia đình chồng giống như là gia đình của mình, giữ vai trò là bến đỗ yêu thương, quan tâm chăm sóc cho mỗi thành viên trong gia đình chồng, tôn trọng nhau như là khách quý. Các vị tin tưởng lẫn nhau, vậy thì chân lý vô thượng sẽ thuộc về các vị. Đức Thế Tôn từ bi, xin Ngài hãy nói cho chúng con biết nên chú ý những gì mới có thể đi trên con đường mà Ngài đã chỉ dạy. Phải thân cận người tốt. Những người không thể chuyên chú vào chánh niệm dễ khiến cho các con trở nên lười biếng giải đãi, tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho việc tu hành, thì cảnh giới trong tâm của con sẽ thuần tịnh không tạp nhiễm. Nghề nghiệp cũng phải phù hợp với chánh pháp, bất luận làm nghề gì, trong việc buôn bán hay là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Trước hết phải tìm hiểu rõ ràng, rồi sau đó mới dốc sức để hoàn thành nó. Chẳng hạn như việc nấu cơm đun nước, đừng xem nó như một công việc tầm thường, không đáng quan tâm, mà phải xem đó là một cơ hội để chăm sóc cho mình, cho chồng và con cái của mình. Đối với bất cứ duyên lành nào trong cuộc sống đều không nên ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình. Hạnh phúc, thành công và của cải của con nên chia sẻ với mọi người, tránh xa cờ bạc và rượu chè. Làm người cần phải khiêm cung lễ độ, thân thiện mà ngay thẳng. Có cơ hội cúng dường chúng tỳ kheo hoặc tu tập thiền định đều có thể tiêu trừ âu lo trắc trở. Cuối cùng, tâm hồn của mình sẽ cảm nhận được sự tịch tịnh vô thượng. Các vị phải nhớ rằng, mỗi sớm mai chúng ta mở mắt trong ánh bình minh của một ngày vừa mới bắt đầu, phải ý thức rõ mình cần phải làm gì. Đó là điều rất là quan trọng. Người ta thường bỏ quên sự cảm ơn. Con người phải khắc ghi trong lòng những điều mà mình đang mang ơn. Giống như là cây cối, hoa, gió, nước, không khí đều không thuộc về chúng ta. Càng nên biết ơn đối với tất cả, luôn mang trong lòng sự cảm ơn để sống và tư duy. Như vậy chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều hơn, không phải là việc vô bổ. Nếu mọi thứ đều vô bổ, chẳng phải chúng ta đều sinh bệnh hết rồi sao? Nếu như mắc bệnh thì cách cái chết đâu còn xa xôi nữa, đúng không? Chúng ta mang trong lòng sự cảm ơn, cũng giống như đóa hoa tuyệt đẹp đang khoe sắc giữa thế gian này. Thưa Thế Tôn, cung thỉnh Ngài cùng dùng cơm với chúng con.
Coi anh kìa, sao không mang món nấm này lên mời ngài Buddha dùng đi, mau mang qua đó đi. À phải rồi, vậy mà anh quên mất. Anh sẽ mang qua liền. Thưa Thế Tôn, con quên thêm món nấm để cho ngài dùng. Phải vất vả lắm, con mới hái được nó từ trên cây chiên đàn đến cho ngài. Con nấu món ăn này cho ngài với tấm lòng kính yêu vô tận. Xin ngài hãy dùng một ít nha. Sấm chớp, mưa bão. Tại sao tự nhiên trời lại đổ mưa? Vừa mới lúc nãy thời tiết vẫn còn tốt lắm mà. Kunda, Kunda, phần nấm còn lại, con hãy đem nó chôn xuống đất đi. Đừng đưa cho người khác ăn. Ngài Buddha, ngài Buddha, ngài sao vậy? A Nan à, chúng ta nghỉ ở đây một lát. Anuruddha, con dẫn theo các tỳ kheo đi trước đi. Chúng ta sẽ gặp nhau bên bờ sông Hiranya. A Nan. Dạ. Thưa Thế Tôn. Đỡ ta đến ngồi dưới gốc cây kia mau. Dạ thưa Thế Tôn. Ta sẽ nghỉ ở đây một lát. Dạ. Thế Tôn, ngài qua đây. Thế Tôn. Thế Tôn. A Nan, ta khát nước quá, lấy cho ta một ít nước đi. Dạ. Ta không thể mang nước bẩn này về cho Buddha được. Thế Tôn. A Nan, đã lấy nước chưa? Ta khát quá. Bạch Thế Tôn, nước ở đó rất bẩn, ngài không uống được đâu. Ngài cố chịu đựng thêm chút nữa, đợi đến sông Kakutha, ở đó nước rất sạch và ngọt. Đợi chúng ta đến đó, con sẽ lấy nước cho ngài uống và tắm rửa. A Nan, hãy cầm chiếc bát này đi lấy nước, nước sẽ trong và sạch. Đi mau lên. Dạ thưa Buddha.
Sao lại như vậy? Ta đưa chiếc bát vào, nước lập tức trở nên trong sạch. Ngài Buddha, Ngài Buddha, lần đầu con đi lấy nước, nước trong hồ rõ ràng là rất bẩn. Nhưng khi ngài dạy con đi lần nữa, vừa đặt bát vào nước, nước trong hồ bỗng dưng trong sạch. Sao lại có sự kỳ lạ này? Con hãy nghe rõ những lời ta nói đi A Nan. Bữa cơm mà chúng ta dùng ở nhà ông Kunda chính là bữa cơm cuối cùng mà ta dùng. Người ta sẽ trách mắng và sẽ gây khó dễ cho ông ấy, nói rằng bữa cơm đó là có vấn đề. Nhưng con phải nói cho mọi người biết, trong đời ta có hai bữa ăn mà ta khó quên nhất. Đó là: thứ nhất là bữa ăn trước khi ta chứng ngộ chân lý vô thượng, và bữa ăn thứ hai là trước lúc ta nhập đại niết bàn. Hãy nhớ, đừng để ông Kunda mang trong lòng sự hối hận. Ông ấy nên cảm thấy vui mừng vì đã cúng dường cho ta một trong hai bữa ăn này. À Nan, chúng ta phải đi qua sông Hiranya thôi. Gần tới rồi. Giờ này năm xưa, chính trên những tàn cây ấy đã nở đầy hoa rất đẹp, lung linh như hổ phách. Đóa hoa đỏ tươi rực rỡ. Ta phải đến cửa thành Ma La. Đi thôi nào A Nan. Dạ Thế Tôn. Chúng ta trễ mất. Ngài đi cẩn thận. Thưa Thế Tôn. A Nan à, lấy y của ta trải trên tảng đá giữa hai cây kia. Ta sẽ nghỉ ở đây. Dạ Thế Tôn. Anuruddha. Anuruddha, tự tánh của tất cả pháp, tức là Tathagata, vạn sự vạn vật đều đến từ như vậy. Do đó, hoa sen từ như vậy sanh ra, thầy Anuruddha từ như vậy sanh ra, tất cả các thầy đều từ như vậy sanh ra. Mọi người ai cũng vậy, A Nan cũng vậy, vũ trụ đều từ như vậy sanh ra. Đã từ như vậy để sanh ra và sau đó lại trở về với như vậy, cho nên mới gọi đó là đi như vậy. Tất cả pháp không từ một nơi nào sanh ra, cũng không từ một nơi nào biến mất. Hết thảy các pháp thường trụ từ xưa tới nay vẫn là như vậy. Từ hôm nay, con và các tỳ kheo sẽ tôn xưng ngài là Như Lai, là để nhắc nhở chúng con rằng chúng con cũng đầy đủ bản tính Tathagata này. Nếu chúng ta bị bệnh đau đầu, chúng ta nghĩ đau đầu là một phần của Tathagata, cơn đau cũng có thể chấm dứt. Nguyên nhân là khi chúng ta đem một nửa sức lực đối kháng với lại cơn đau, còn một nửa kia để trị lành cơn đau. Hai phần sức mạnh này làm tổn hại tâm trí chúng ta,
còn hơn cả cơn đau đầu. Nếu chúng ta tiếp nhận cơn đau đầu này, và bản thân chúng ta đều như vậy sanh ra, thì không còn sự đối kháng nữa. Như vậy thì tất cả sức mạnh của chúng ta đều có thể tập trung vào việc chữa lành cơn đau. Mời ngài, thưa Thế Tôn. Buddha ơi, chân đế vô hình trong sinh mạng của ngài lại trở nên đơn giản dễ hiểu như vậy, khiến cho những tâm hồn đáng thương của chúng con cũng có thể nhìn lại hiểu ngay. Sao vậy thầy Anuruddha? Lòng nhẫn nại của thầy luôn được xưng tụng, sao bây giờ lại rơi lệ? Thầy có biết không, tôi có linh cảm là đêm nay Buddha sẽ nhập Niết Bàn đó. A Nan à, đầu của ta quay về hướng bắc, nằm nghiêng bên phải. Dạ thưa Thế Tôn. Thầy hãy nhìn xem, mùa xuân vẫn chưa đến. Vậy mà hoa trên cành sa la cũng đã bắt đầu đông đưa sắc thấm. Xem kìa, những cành hoa này giống như những hạt mưa từng hạt rơi xuống trên y của Tathagata. Rừng cây này đẹp quá. Còn ở bên kia, mặt trời đang ngã về hướng tây. Ánh hoàng hôn rực cả chân trời. Các con có nghe thấy tiếng nhạc của cây sa la đang di du uốn lượn theo chiều gió không? Tâm của ta đầy ấp hân hoan trước khung cảnh mỹ miều này. Các thầy tỳ kheo thân yêu của ta, nếu như các thầy thật lòng muốn bày tỏ sự tôn trọng và yêu quý ta, thì hãy đem chánh pháp áp dụng vào đời sống tu hành. Từng phút từng giây chuyên tâm chánh niệm, Anuruddha. A Nan đâu? Gọi thầy ấy đến đây. Đừng khóc A Nan. Nhìn thấy thầy khóc, làm sao Buddha an lòng được? Trấn tĩnh lên đi. Đi vào, Tathagata gọi thầy đó.
Đừng hoang mang A Nan. Ta thường nhắc nhở con mà. Tất cả pháp đều là vô thường. Sinh mạng vốn là con đường đi đến cái chết. Tụ hội chính là biểu hiện của sự chia ly. Có nước lớn, ắt phải có nước trồng. Nếu như không có cái chết, thì làm sao có sự sinh ra chứ A Nan? Con đã tận tụy hầu hạ ta. Ta vô cùng cảm kích. Con đã tận tâm tận lực giúp đỡ ta. Con có rất nhiều phẩm tính cao đẹp, nhưng con vẫn có thể tiến xa hơn được nữa, nỗ lực hơn nữa để vượt ra khỏi dòng sinh tử này, chứng được giải thoát của nội tâm, trưởng thành từ trong mỗi lần đau khổ. Ta biết những điều này con có thể làm được, và cũng là điều khiến ta cảm thấy an lòng, thầy A Nan. Thầy có bốn phẩm tính. Lời nói của A Nan rất nhẹ nhàng. Bất luận được thứ gì đều cảm thấy vừa lòng. Thầy A Nan luôn bình đẳng đối với tất cả mọi người. Sự trầm mặc và ít nói của A Nan khiến ai cũng thấy vui lòng. A Nan, bao nhiêu năm nay con hầu hạ ta không chút hoài nghi. Sau lễ trà tỳ của ta, còn nhiều di nguyện cần đến con hoàn thành. Bạch Như Lai, xin ngài đừng nhập viện ở đây. Thành Kusinara này chỉ là một thị trấn nhỏ, với những ngôi nhà đất, còn có rất nhiều thành đô lớn, thích hợp để ngài nhập Niết Bàn. Chẳng hạn như là thành Rajagaha hoặc thành Savatthi mà ngài yêu thích, hay thành Kosambi và thành Varanasi. Xin Như Lai chọn một nơi trong các thành đó để mọi người có cơ hội nhìn thấy ngài lần sau cuối. A Nan, thành Kusinara này là nơi Tathagata thấy ý gì nhất. Rất nhỏ và còn có rất nhiều ngôi nhà đất. Con hãy nhìn những cánh hoa kia, từng cánh nhẹ nhàng rơi xuống đất. A Nan, trước khi ta từ bỏ xác thân này, con xem chúng cứ từ từ rơi xuống. A Nan à, con hãy làm giúp ta một việc. Đến thành Kusinara và nói với vua Mala, Buddha đang đợi ông ấy trong rừng này. Nói với ông ấy rằng, ngay trong đêm nay, vào lúc canh ba, Buddha sẽ nhập Đại Niết Bàn. Như vậy là canh ba đêm nay ngài nhập Đại Niết Bàn sao? Đúng vậy A Nan. Do đó con hãy mau chóng đi báo cho vua mà là biết được tin này. Nhưng con sợ con đi rồi thì... Không đâu A Nan, ta không vào Niết Bàn trước canh ba đâu.
ta có thể nhìn thấy rõ tương lai. Sau khi ta nhập Niết Bàn, Yumala sẽ nói: tại sao ta nhập Niết Bàn trong rừng của ông ấy mà lại không báo cho ông ấy biết? Chỉ cần Anan con còn sống thì tâm nguyện của ngài nhất định sẽ được hoàn thành. Ngay bây giờ đây, con sẽ đi báo cho Yumala. Hãy nhớ cho kỹ, con đường của ta không phải đưa các con trốn tránh cuộc đời này. Ta tin rằng con người có thể thay đổi khi tiếp xúc với việc thiện hoặc là việc ác của người khác. Niềm hy vọng này dành cho những tâm hồn cao thượng. Vận mệnh của con người được quyết định từ nơi hạnh nghiệp của họ gây ra. Chúng ta sinh ra trên đại địa này, mọi cảm thọ đều là khổ. Trong thế gian luân hồi này đầy ắp những khổ đau bi thương. Thế gian lại không phải là nơi để dừng chân của khổ đau. Thế gian này là nơi cư trú của bậc giác ngộ. Nhưng bậc giác ngộ cần phải biết thức tỉnh. Bây giờ, đây chính là trách nhiệm của các con. Vô minh sinh ra đau khổ, ưu sầu và vọng niệm, nóng giận, tham lam, ngã mạn, tự phụ, ganh ghét đều là do vô minh sanh khởi. Ảo tưởng sẽ dẫn dắt con người vào đường xấu. Tuy là hai tướng, nhưng sống và chết không có sự khác biệt, mà nó là một thể. Chúng ta bị nhận thức sai lầm làm chướng ngại. Một khi dẹp trừ được tất cả mọi chướng ngại thì toàn bộ sinh mạng của chúng ta sẽ hoàn toàn độc lập, không ỷ lại, không vướng mắc. Giới, định, tuệ và tám con đường chân chánh có thể phá trừ tất cả nhận thức sai lầm. Ta nhắc lại thêm một lần nữa, đó chính là chánh kiến.
đó chính là chánh tư duy, đó chính là chánh ngữ, đó chính là chánh nghiệp, đó chính là chánh mạng, đó chính là chánh tinh tấn, đó chính là chánh niệm, và đó chính là chánh định. Đêm dài thâm thẳm, đối với người mất ngủ, đường dài xa xăm. Đối với kẻ mỏi chân, và đối với người sống trong lầm mê, không hiểu rõ được chánh pháp là gì, vậy thì suốt cuộc đời của họ sẽ chỉ toàn là khổ đau, bất hạnh. Bất cứ loại tri thức nào, dù các con tự đọc được hoặc là nghe chư vị trí giả giảng giải, thậm chí là những lời mà ta nói ra, đều không nên vội vàng tin. Phải dùng học thức và trí tuệ của mình để quán xét lấy, sau đó phân tích và chứng nghiệm nó. Bạch Thế Tôn, nếu trên con đường chân lý chúng con gặp được Ngài thì sao? Trên con đường chân lý, gặp bất cứ ai đều không nên vội tiếp nhận. Nếu gặp được Buddha thì đừng cho đó là cứu cánh. Cho dù gặp cha của chính mình cũng không được vì vậy mà rời bỏ đường chánh. Cuộc sống của các con, các con cần phải nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Đừng nên ỷ lại vào kẻ khác. Trong sử sách của nhân loại sẽ không có một vị đạo sư nào vĩ đại, vô quý, đại từ bi như Buddha. Vì lòng từ bi mà Ngài đã đi vào trong thiền định của chúng con, một lần nữa truyền trao chân lý vĩnh hằng. Những thành tựu của Buddha đã trở thành biểu tượng của yêu thương và thân thiện, vượt ra ngoài chướng ngại của thời gian. Vượt ra ngoài chướng ngại của thời gian, Ngài đã khai thị cho hàng hậu học của chúng con, cho chúng con biết trong tương lai nên làm thế nào để nương theo chánh pháp mà tu hành. Bậc được tôn xưng là sống có trí tuệ, tuyệt đối không sợ hãi trước cái chết. Sắc thân này rồi sẽ tan rã, nhưng pháp âm của ta, kinh điển do ta giảng dạy, sẽ mãi mãi lấp lánh trong lòng của con. Bạch Thế Tôn, Vua Mai La đến xin được bái kiến Ngài. Bạch Thế Tôn, Ngài có thể giáng lâm nơi đây, khiến khắp nơi trong thành nhỏ này sáng ngời ánh hào quang.
Tôi muốn được gặp Buddha. Có thể nói chuyện với Buddha vài câu không vậy? Buddha rất mệt, phiền ông đứng đây chiêm ngưỡng nhé. Tôi có việc vô cùng quan trọng muốn thưa với Buddha. Nhưng mà xin thầy hãy báo lại với Buddha một lần thôi. Ông danh tánh như thế nào? Tôi là Bà La Môn Subhadra. Bạch Thế Tôn, có nhiều nơi như vậy, sao ngài lại chọn thành Kushinada ạ? A Nan à, ta còn một bài kinh chưa giảng và còn truyền giới cho một tỳ kheo cuối cùng. A Nan, để cho Subhadra vào đây đi. Ta muốn nói với ông ấy vài câu. Thưa tôn giả, từ lâu con rất ngưỡng mộ học thức của ngài rồi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy được sắc tướng trang nghiêm thật là một vinh hạnh. Ông có thắc mắc gì hả? Thưa tôn giả, con từng nghe đến các ngài như Puruna, Kasapa, Makali, Gosa, Ajita, Kesakambali, Sanchaya, Pelatiputta và Nigantha Nataputta. Đây là những bậc trí giả nổi thế gian này. Theo như ngài thấy, họ đã chứng được trí tuệ chân thật hay chưa vậy? Đáp án của vấn đề này không quan trọng. Ông cũng đã đến đây rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là ta sẽ dạy cho ông biết lấy chánh pháp duy trì chánh hạnh, chỉ dẫn cho ông đạt được trí tuệ chân thật. Từ trong cái diệt thấy được cái bất diệt, trong buồn đau nhìn thấy quan hỷ, trong tàn bạo thấy được tình người, trong sự xấu xa nhìn thấy điều tốt đẹp. Vô minh đã che lấp đi tầm nhìn của con người. Nếu chúng ta phá tan màn ảo tưởng đó thì hết thảy khổ đau, hết thảy sầu lo tự nhiên không còn. Trong lòng của chúng ta, từ bi và tha thứ bắt đầu giác tỉnh. Tình cảm của chúng sanh đều như nhau. Nếu ông không phải là người giác ngộ, sẽ không phát hiện được điều thú vị của giác ngộ. Và nếu ông sinh lòng mong cầu giác ngộ thì ông cũng sẽ trở thành Buddha. Thưa tôn giả, ngài có bằng lòng thu nhận con làm tỳ kheo không? Aniruddha, thầy hãy truyền giới cho ông Subhadra đi. Ngay bây giờ sao, thưa Thế Tôn? Ngay lúc này, Subhadra đã thọ giới. Ông ấy là vị đệ tử tỳ kheo sau cùng của ta. Subhadra, năng lực của giác ngộ chính là Buddha. Con người giác ngộ ở nơi tư duy của ông. Buddham Saranam
Gacchami. Con đường giác ngộ, đó chính là Pháp. Dhammam Saranam Gacchami. Vận dụng hết toàn bộ thân và tâm của ông vào việc tu hành, đó là Tăng. Sangham Saranam Gacchami. Các thầy tỳ kheo thân yêu của ta, nếu các thầy còn có bất cứ nghi ngờ nào đối với giáo pháp mà ta dạy, bất kỳ vấn đề gì, hãy mạnh dạn hỏi ra, đừng để lỡ mất cơ hội. Nếu có ai trong lòng vẫn còn sự nghi hoặc, thì bây giờ hãy hỏi đi, để sau này không phải hối tiếc. Lúc các thầy đang ở trước mặt của ta lại không nói ra. Các thầy tỳ kheo thân thương của ta, trong việc tu hành của các thầy, nếu có nghi hoặc nào cứ việc nói ra. Bạch Đức Như Lai, thật không thể nghĩ bạn, ngài đã hỏi đi hỏi lại 3 lần nhưng không có tỳ kheo nào đặt câu hỏi. Con tin tưởng hàng tỳ kheo, tin tưởng tăng đoàn đều đã lãnh ngộ được những kinh điển mà Như Lai giảng dạy, hoàn toàn tin phục vào chân lý vô thượng mà ngài đã chỉ bày. Như vậy là mọi người cuối cùng đều có thể chứng niết bàn. A Nan à, điều con nói xuất phát từ lòng tin thuần tịnh, nhưng trong đời ta xưa nay đều luôn biết rõ, ta biết rằng tất cả các vị tỳ kheo có mặt ở đây đều đầy đủ lòng tin đối với Tam Bảo. Dù là vị tỳ kheo đến sau cùng, chỉ cần nương theo đạo của ta mà tinh tấn tu hành, nhất định có thể chứng nhập Niết Bàn. Này các thầy tỳ kheo thân yêu, đây là lời giáo huấn sau cùng của ta. Hãy thắp sáng ngọn đèn của chính mình, hãy làm ngọn đèn của chính mình, hãy tỉnh giác, hành trì chánh pháp, chuyên chú vào nội tâm của các con. Hãy quay về nương tựa nơi chính mình. Đừng nương tựa vào ai khác. Tất cả đều là vô thường. Các con hãy tự an trú,
giữa mọi sự đổi thay. Tinh tấn không giải đãi, vĩnh viễn không bỏ cuộc. Ngài Buddha, Ngài đã nhập Niết Bàn rồi. Trấn tĩnh lại đi Anan. Chúng ta còn phải hoàn thành di nguyện của Buddha nữa. Đưa ngài đến thành Kusinara để cử hành lễ trà tiền.
Tội nghiệp của con sâu nặng, làm sao thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi này được chứ? Cảm giác tội lỗi cứ bao vây lấy con, thì hãy tìm ra nguồn gốc của nó. Ajatasattu à, mỗi sớm mai thức dậy, khi mở mắt ra, tự trỗi lên điệu nhạc du dương, nhịp điệu hài hòa khiến chánh pháp dần dần sinh trưởng. Tất cả các bà la môn, triều thần và các quan lại đều cảm nhận được chánh pháp này. Các quan có niềm tin chân chính, vậy thì muôn dân cũng sẽ được tắm gội ở trong chánh pháp chân chính. Hình như là Nalasa, đệ tử của tiên nhân Ashita. Lời tiên đoán của tiên nhân Ashita đã trở thành hiện thực. Thời gian và hoàn cảnh biến hóa độ dời, hài nhi năm ấy đã giác ngộ thành Buddha. Ngài đem hạnh phúc đến cho hết thảy chúng sanh. Con may mắn chứng kiến cuộc hành trình của ngài từ Siddhartha đến lúc thành tựu quả Buddha. Nơi nào có bước chân ngài đi qua, nơi ấy đều trở thành thánh địa. Đóa hoa từ bi tuyệt đẹp đã nở rộ trước mặt chúng con, hương thơm ngào ngạt, sẽ xông ngát lớp lớp người sau giải thoát thành Buddha. Sắc thân trang nghiêm di diệu của ngài ra đi, nhưng ngọn đèn do ngài thắp lên có thể điểm thêm triệu triệu ngọn đèn khác. Hạnh phúc thay cho chúng sanh đã được sống cùng thời với Buddha.